miếng đồ để chút đi qua nhà bà chị mình lai gai. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món cá sa mình làm gỏi. Thì cái sa mình gỏi thì mình mua cá sa mình về biển các bạn. Nếu các bạn không thích thì mua cái loại mà nó phi lê có da sẵn rồi đó, lấy ra rồi đó thì dễ làm hơn. Cái này khi sáng không có mình mua cái này về mình phải phi lê ra. Thì đó thì có chanh các bạn, chanh nhiều chanh. Rồi xong rồi củ hành, rồi xong rồi ớt, với lại quế các bạn. Thì chanh thì mình vắt ra lấy nước hết, đặng chút mình là làm mình ướp cá, với lại một làm cái nước mắm kẹo để chấm luôn. Với lại đây có bánh đà các bạn, bánh đà chút mình nướng. Sau bây giờ mình bắt đầu làm các bạn nha. Bữa nay ngoài này trời cũng sáng, mình đang ngoài này mình làm các bạn. Bây giờ trước hết mình làm cá trước các bạn nha. Cá thì mình lóc, mình lấy cái miếng thịt, cái con phi lê các bạn. Cái này thì mình cũng không có nhuyễn gì mấy cái vụ phi lê này, nên thôi kệ mình gác. Đây cái này làm cá nó đủ luôn. Chẳng lẽ cái lấy khúc đuôi ngon các bạn, mà sáng khúc đuôi mình lấy khúc bụng, bụng thì nó có cái xương nữa, chút mình nhổ ra các bạn nha. Chịu khó đi, thì mình cũng ở đây nó lóc vỏ xương mới rồi nè. Còn da này thì cái xương cũng dễ lấy mà, cũng mịn. Rồi cái xương ra đã các bạn. Đây. Để đỡ đây các bạn. Để không còn miếng dãy. Rồi xong giờ mình phi lê cái da thôi các bạn. Lấy phi lê ra cái da. Mình sẵn lóc hết rồi mình phi lê sao. Lóc trước đây. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ lấy xương ra các bạn nha. Xương đây. Mình sẽ dùng cái tay mình gờ gờ cái chỗ nào có mình múc ra thôi. Miếng đuôi thì làm ngon hơn, cái này nó có cái xương. Kệ, chịu khó chút. Đây mình còn thấy miếng xương đây, con này không phải, cái này cái miếng viền của nó. Vậy mình làm dễ hơn. Ok bây giờ mình sẽ xác ra các bạn nha. Để
Đây các bạn, hồi nãy cái phút sắt cá đó, cái quên bấm cái máy quay phim, không có cho các bạn thấy. Đây các bạn, sắt xong rồi. Nãy đây quay cái quên bấm cái máy quay phim. Bây giờ mình bắt đầu làm chanh mình để vô đây các bạn ha. Chanh đây mình có sẵn rồi các bạn, mình vắt ra lấy nước rồi mình bỏ vô đây. Rồi các bạn, mình xắt chanh nha. Chanh này mình vắt nước. Wow, chanh này sao có nước vậy? Dao này lục à. Rồi mình phải vắt vô cái bình là cái gọi ha. Cái gì vậy? Chanh này có nước nào hết trơn á, chết luôn rồi. Chanh của nhà mình nữa các bạn, nó chưa có nữa. Dạ. Dạ, nói chung nào đó chứ mấy. Chưa có chín. Nước chỉ sợ không? Chanh mua chợ giỡn quá. Rồi các bạn, giờ mình sẽ giờ mình trộn cá các bạn nha, trộn cá với chanh. Đây cũng còn một mớ hào còn lé luôn. Rồi mình đổ đây các bạn, cá mình sắt miếng miếng giống như mình ăn sushi vậy thôi. Đây các bạn, mình sẽ giờ mình đổ chanh vô mình trộn các bạn ha. Mình trộn nó cho đều các bạn ha, rồi đem tủ lạnh, để tủ lạnh 15 phút. Các bạn ơi, bây giờ mình đây các bạn. Giờ mình đem để tủ lạnh các bạn nha. Ok các bạn ơi, trong khi mình để cái cá vô tủ lạnh, bây giờ mình sắc củ hành các bạn ha. Củ hành sắc mỏng ra mình cũng ngâm đem tủ lạnh hoặc là ngâm nước đá. Ok.
hành xui các bạn, hành hành xui nha, nhiều cái không được mỏng. Kệ mình đâu phải thợ nấu gì ha, ha. Mình, làm sao mình ăn vậy? Thường là mà một củ hành là đủ rồi, không cần có nhiều, củ bự cũng nhiều lắm. Rồi nhiêu được rồi, nhiêu được rồi. Cây của hành xong giờ mình đem bỏ vô tủ đá các bạn cho nó giòn nha. Ô các bạn, trong khi mình ở đây mình ấy thì mình rang đậu phộng luôn các bạn nha. Bạn đây mình làm mình rang đậu phộng luôn. Lòng cay. Cái này thì mình chắc cái lầm 2/3 được các bạn không? Mình cái quế ở đây thì mình nhớ lúc trước có quế Việt Nam thơm, quế đây nó lớn quá rồi không có thơm mấy. Cái phần này cũng như mình sắt xong rồi đó các bạn, mình để chút cho chừng nào mà mình cá làm xong mình để ra cái dĩa mình trộn chung nó nha. Giờ mình gan phở mình chờ cá, cá nó thấm rồi chút mình ấy. Sau lưng mình có thanh long luôn rồi các bạn, sẵn mình mở cái trái mình ăn coi. Nãy giờ làm cũng mở rồi. Đây.
Trái này cũng nhỏ các bạn, cái này cuối mùa rồi, hết rồi. Quả chín dữ vậy ta. Đây các bạn, nó cũng cuối mùa nó cũng chín quá. Đây. Cũng ngon các bạn ha. Ở nhà mình trồng cái này nhưng ở nhà nó ngọt lắm các bạn. Ở mình ở ngoài chợ nó cũng có bán nhiều lắm, nhưng mà giống như là ở ngoài chợ nó bẻ sớm quá rồi nó không có được ngọt. Mình thì để cái nó héo cái đầu rồi mình mới bẻ. Rồi các bạn thanh long với mình nha. Rất là ngọt, ngọt thanh lắm. Ngọt như gai. Rất là ngon các bạn. Đây các bạn, ăn miếng thấy gì nữa. Bây giờ là cuối mùa các bạn, nó không còn mấy trái, nó có mấy trái à. Còn lại mấy trái thì mình để bao con bịch lại đó, để con sóc nó ăn hết trơn à. Cắt được các bạn ơi, nó vàng rồi nè. Rồi cắt được rồi nè. Ok các bạn, bây giờ mình bầm một miếng tỏi để mình làm tỏi phi. Đang chút mình đổ lên nha. Cái tỏi này thì các bạn không có cần bầm mịn đâu, tại vì bành mụn quá chút mình giòn ăn cũng không ngon. Tí nữa để cái bự bự á mình ăn cắn chúng nó ngon. Bằm cũng như sơ xài ta không có cần hết mày. Tỏi này là tỏi của Cali, tỏi riêu rồi. Anh cũng chèo, ông mua với riêu rồi, ông cho mình. Tỏi này ngon lắm, nước không. Có lẽ để hành phi cũng được, nhưng mà hành phi mình thấy ăn không ngon bằng tỏi. Có miếng bự bự gì nè, chút nữa ăn mới đã. Chút nữa mình để chung với cá đó, mình gấp nó dính. Mà nó nhỏ quá, nó rớt ngoài kìa. Cái tỏi này, nếu chịu khó tỏi này ngâm rượu, uống nhức mỏi cũng hay.
tỏi và kali là ngon nhất nha các bạn. Sắp vàng các bạn ơi, sắp đưa này. Quá ngon. Rồi được các bạn ơi. Đây ở dưới này có miếng chì, dưới đây có miếng giấy chiên cho nó dầu nó ra bớt. À biết rồi, hồi nãy mình có cái, làm cái da cá hồi nãy. Mình sẵn cái chảo mình chiên da cá luôn. Đúng rồi. Rồi các bạn ơi, để mình lấy da cá để mình chiên các bạn nha. Rồi các bạn, mình chiên da cá nãy các bạn ha. Đây. Mình bỏ vào miếng lóc rồi nè. Cái này nó hơi dăng các bạn nha. Ok các bạn, trời cũng tối rồi, mình đem vô nhà rồi. Cũng sắp xong. Đây các bạn, cái này là củ hành. Giờ mình vắt cho nó khô các bạn nha. Củ hành cũng hơi nhiều. Mà không sao. Vắt bỏ nước cho nó gáo các bạn nha.
xong rồi. Xong rồi thì tới mình chắc cá các bạn. Đây cá đây. Còn thấy nó chín rồi thấy không? Thì mình dắt mình bỏ cái nước chanh ra. Lấy nước chanh bỏ ra, xong mình khô bỏ vô trong cái cây bên đây, xong chút mình nêm miếng muối rồi vô. Muối đường vô. Cái nước chanh nó có với lại cái mỡ cá đó mày các bạn, nó đục lắm. Dắt nó bỏ, tại vì các bạn dắt ra không hết á, nó chua lắm. Tại nó cá nó chín hết trơn nè. Mình hồi đó giờ làm đồ ăn cơm rồi mình không có làm bằng tay, mình quen bằng tay mình làm không được, làm hoài cái đồ nó chạy ra ngoài chứ không có tay, phải kéo lên rồi nó căng quá. Cũng có nhiều lắm các bạn, thấy gì đó. Cái này năm nào mình cũng có làm ăn mấy lần, tại vì mùa hè mình thích làm mùa hè, thằng con của mình cũng thích ăn này. Cá nãy lúc mình sắc các bạn thấy nó mềm không? Bây giờ giống như nó dai lại. Này mùa đông mà trời nó mau tối lắm. Chứ không phải giống như mùa hè. Mùa đông là cỡ 5-6 giờ rồi nó tối. Rồi, xong. Cho các bạn đây. Giờ mình bắt đầu trộn đồ vô các bạn ha. Đường các bạn. Đường một muỗng này thôi. Chưa còn sống nhảy ra ngoài. Cái muối. Dạ. Muối hết này. Cái muối các bạn. Rồi.
bạn nha. Rồi giờ trộn vô cho đều thôi các bạn, trộn lên nha. Trộn củ hành vô cái đều. Xong mình bỏ cái lá quế vô các bạn nha. Vậy cái này miếng. Miếng này lá quế cũng hơi nhiều. Rồi xong rồi mình bỏ một mớ ớt luôn các bạn nha. Ớt này đây đây. Còn một cái phần dư mình bỏ đây. Nhiều quá. Rồi mình gãi một mớ hành phi như nãy lên các bạn. Nhưng mà giờ mình gãi lên một mớ cho nó đẹp thôi, còn tí nữa mình chừng nào để cái dĩa các bạn. Mình gãi là dĩa thêm nữa nha. Rồi xong. Thêm một mớ đậu phộng các bạn. Mọi người để nguyên hộp không có cần phải bẻ ra các bạn. Còn một mớ da cá này thì mình để vòng vòng đây luôn. Tí cho người ăn miếng là hết rồi. Rồi đây các bạn. Còn nước mắm kẹo thì mình làm xong rồi mình chấm cái này thôi các bạn. Đây các bạn, gỏi cá hay sao mình mới làm gì xong. Đây các bạn. Các bạn thấy ngon không? Còn cái nước chấm thì mình là làm chút nữa làm sao thì mình gấp cái dĩa mình chấm thôi các bạn. Nhưng bây giờ cũng hơi tối rồi, mình cũng không còn giờ nữa. Thì chúc các bạn một ngày vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào các bạn, hẹn các bạn lần tới nha. Bye. Oh,
Bây giờ làm nó mắm kẹo. Đây, có trong này có tỏi ớt sẵn rồi. Rồi mình dắt cho trong đây các bạn ha. Hy vọng là danh nó chua. Nó cũng nước dữ. Có cả cái là nó chưa có chín. Nhìn sắc kiểu này đi. Ăn cái nước cái sợi không có hột luôn. Ngon sợi luôn. Nước mắm kẹo này mình chỉ làm với lại nước mắm với đường thôi các bạn, không đổ nước nha. Chanh. Những hai cho chanh rất dư. Ok, hết đi. À, chua chết luôn. Rồi. Ok các bạn, bây giờ mình đổ nước mắm vô, đổ đường vô. Cái này là đường dữ lắm các bạn. Mình tốn rất là nhiều đường cái này. Mình chẳng biết công thức gì hết. Thì đổ cho nó vừa được rồi. Bây giờ mình quậy lên đường không à. Thì đường nó tan thì nó sẽ kẹo các bạn. Sẵn sợ tăng đường mình nướng cái bánh tráng cho các bạn coi luôn nha. Đây các bạn có bánh tráng đây. À, giờ mình nhúng nước cho nó ướt trước các bạn nha. Này cái bánh tráng này các bạn, bánh tráng mình để vô cái dán ha. Bỏ vô mình quay. Rồi. Rồi, quay mình bấm 1 phút 20 second. Rồi xong bấm start. Mắm mình sạch. Bạn thấy cái mắm nó kẹo không?
Rồi, để lấy cái muỗng nhỏ mình thử các bạn nha. À, bánh tráng xong rồi. Còn gì mà còn hơi miếng chua nữa các bạn. Chỉ mới đường nữa. Nước mắm thì được rồi. Rồi, được rồi. Rồi lấy bánh tráng các bạn nha. Đây các bạn. Những bánh tráng nó còn cái chỗ cái chén đó các bạn, nó còn chưa có phồng hết ha. Mình bấm thêm cả chừng 20 second nữa, tại vì nó ngay cái chén á. Rồi, chắc được các bạn. Đây các bạn, bánh tráng này. À, các bạn thấy nó hết cái chỗ cái chén nó hết rồi, thấy không? Nó chín rồi đó. Rồi vậy là mình bẻ, mình xúc với cá mình ăn thôi.